Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 10. Khi nữ vương Sheba nghe nói về danh tiếng của Salomon và về danh của Đức Giê-hô-va, bèn đến hỏi thử Salomon nhiều câu đố. Bà đến Jerusalem có hầu hạ theo rất đông, lạc đà chở thuốc thơm, nhiều vàng và ngọc. Bà đến cùng Salomon nói với người mọi điều có ở trong lòng mình. Salomon đáp các câu hỏi của bà, chẳng câu nào ẩn bí quá cho vua mà vua không giải nghĩa nổi cho bà. Khi nữ vương Sheba thấy mọi sự khôn ngoan của Salomon, cung điện người đã cất, những món ăn trên bàn người, nhà cửa của tôi tớ người, thứ tự công việc của các quan và đồ ăn mặc của họ, các quan trước tửu và các của lễ thiêu người dân trong đền Đức Giê-hô-va thì mất vía. Rồi bà nói rằng, điều tôi nghe nói trong xứ tôi về lời nói và sự khôn ngoan của vua thì thật lắm. Song trước khi tôi chưa đến đây và chưa thấy tận mắt những điều này thì tôi chẳng tin. Và kìa, người ta chẳng nói đến được phân nữa. Sự khôn ngoan và oai nghi của vua trỗi hơn tiếng đồn tôi đã nghe. Các tôi tớ vua thật có phước thay. Các tôi tớ vua hằng đứng chầu trước mặt vua, nghe sự khôn ngoan của vua, lấy làm có phước thay. Đáng khen ngợi thay Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua, vì Ngài đẹp lòng vua, đặt vua trên ngôi của Israel. Vì Đức Giê-hô-va yêu dấu Israel mãi mãi, nên Ngài đã lập vua làm vua đặng cai trị theo sự ngay thẳng và công bình. Đoạn nữ vương dâng cho vua 120 ta lân vàng và rất nhiều thuốc thơm cùng ngọc quý. Từ đó nhẫn nay, chẳng hề có ai đem thuốc thơm đến số nhiều bằng của nữ vương nước Sheba dâng cho vua Salomon. Đoàn tàu Hiram chở vàng Ophir cũng chở cây bạch đàn rất nhiều và ngọc quý. Vua dùng cây bạch đàn này mà làm bao lơn cho đền thờ Đức Giê-hô-va và cho nhà vua, cùng những đàn cầm và đàn sắt cho con hát. Từ đó chẳng hề có ai đem đến Jerusalem cây bạch đàn dường ấy nữa, không ai thấy lại cho đến ngày nay. Vua Salomon ban cho nữ vương Sheba mọi điều người ước và xin, chẳng kể những vật mà Salomon đã ban cho bà tùy lệ thường của vua. Đoạn bà và các tôi tớ bà lên đường trở về xứ mình. Vàng mà vua Salomon thâu nhận mỗi năm cân đến 676 ta lân, không kể vàng người thâu lấy nơi người buôn bán dông và nơi sự đổi chác của kẻ thương mại, cùng vàng mà các vua Arabi và các quan tổng đốc của xứ đem nộp. Vua Salomon làm 200 cái khiên lớn bằng vàng đánh giác, cứ mỗi cái dùng 600 siếc lơ vàng, lại làm 300 cái khiên nhỏ bằng vàng đánh giác, cứ mỗi cái dùng 3 min vàng. Vua để các khiên ấy trong đền rừng Liban. Vua cũng làm một cái ngai lớn bằng ngà bọc vàng ròng. Ngai này có 6 nấc, thân cao ngai phía sau thì tròn. Mỗi phía ngai có thanh nâng tay và 2 con sư tử đứng kề. Lại có 12 con khác đứng trên 6 nấc nơi hữu và tả. Chẳng có nước nào làm ngai giống như vậy. Hết thảy các chén uống của vua Salomon đều bằng vàng, và những khí dụng trong cung rừng Liban đều cũng bằng vàng ròng, chẳng có chi là bạc. Trong đời vua Salomon, người ta chẳng kể bạc là chi. Vì đoàn tàu Tarishi của vua mỗi 3 năm một lần vượt biển với đoàn tàu của Hiram đem về vàng, bạc, ngà voi, con khỉ và con công. Ấy vậy, vua Salomon trỗi hơn các vua thế gian về sự giàu có và sự khôn ngoan. Cả thiên hạ đều tìm kiếm mặt Salomon đặng nghe sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời đã để trong lòng người. Cứ hàng năm, theo lệ định, mọi người đều đem đến dâng vật mình tiến cống cho vua. Nào chậu bằng bạc và bằng vàng,
áo sống, binh khí, thuốc thơm, ngựa và la. Salomon cũng nhóm xe và lính kỵ, có 1.400 xe và 12.000 lính kỵ để trong các thành chứa xe và tại Jerusalem gần bên vua. Tại Jerusalem, vua làm cho bạc ra thường như đá và cây bá hương nhiều như cây sung mọc nơi đồng bằng. Vua Salomon do nơi Ai Cập mà được ngựa. Một đoàn con buôn của vua đi kiếm mua từng bầy, giá phải chăng. Mỗi cỗ xe mua ở xứ Ai Cập và dẫn về Jerusalem giá đáng 600 siếc lơ bạc, còn mỗi con ngựa giá đáng 150 siếc lơ. Các vua dân Hê-tít và vua Syri cũng theo giá ấy, nhờ những con buôn của vua mà mua về. Chương 11. Ngoài con gái của Pharaoh, vua Salomon lại còn thương mến nhiều người nữ của dân ngoại, tức là người nữ Moab, Ammon, Edom, Sidon và Hê-tít. Chúng nó thuộc về các dân tộc mà Đức Giê-hô-va có phán với dân Israel rằng: các ngươi và chúng nó chớ đi lại giao thông với nhau, vì chúng nó hẳn sẽ quyến dụ lòng các ngươi hướng theo các thần chúng nó. Salomon chiếu mến những người nữ ấy. Người có 700 hoàng hậu và 300 cung nữ. Chúng nó bèn làm cho người trở lòng. Trong buổi già yếu, các hoàng hậu của Salomon dụ lòng người đi theo các thần khác. Đối cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, lòng người chẳng trọn lành như thể lòng của David là cha người. Vì Salomon cúng thờ Ác-tạc-tê, nữ thần của dân Sidon, và thần Minh-côm là thần đáng gớm ghiếc của dân Ammon. Như vậy, Salomon làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, chẳng vâng theo Đức Giê-hô-va cách trọn lành như David cha người đã làm. Bấy giờ, Salomon lại xây cất tại trên núi đối ngang Jerusalem một nơi cao cho kê móc, vật đáng gớm ghiếc của dân Moab, và cho mo lóc, vật đáng gớm ghiếc của dân Ammon. Vua cũng làm như vậy cho hết thảy các hoàng hậu ngoại của mình, xông hương và tế lễ cho thần của chúng nó. Đức Giê-hô-va nổi giận cùng Salomon, bởi vì lòng người trở bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel, là đấng đã hai lần hiện đến cùng người, phán bảo người rằng chớ theo các thần khác. Nhưng người không vâng theo lệnh của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán với Salomon rằng: bởi vì ngươi đã làm điều này, không giữ giao ước và luật pháp ta truyền cho ngươi, nên ta chắc sẽ đoạt lấy nước khỏi ngươi cho kẻ tôi tớ ngươi. Song vì cớ David cha ngươi, ta sẽ chẳng làm điều đó trong đời ngươi. Ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay con trai ngươi. Lại, ta chẳng đoạt lấy cả nước khỏi nó, song vì cớ David đầy tớ ta và vì cớ Jerusalem mà ta đã chọn, ta sẽ để lại một chi phái cho con trai ngươi. Vậy Đức Giê-hô-va khiến dấy lên một kẻ thù nghịch cùng Salomon là Hadad người Edom, vốn dòng dõi vua Edom. Và trong lúc David đánh dẹp Edom, thì Joab là tổng binh đi lên chôn các kẻ thác và giết hết thảy người nam trong Edom. Joab và cả Israel ở lại đó 6 tháng, cho đến khi người đã giết hết thảy người nam trong Edom. Lúc bây giờ, Hadad chạy trốn cùng mấy người Edom là tôi tớ của cha người, đặng đến ở Ai Cập. Hadad hãy còn thơ ấu. Chúng đi từ Madian đến Pharan, đoạn bắt mấy người Pharan theo mình mà đi đến Ai Cập, ra mắt Pharaon vua xứ Ai Cập. Vua cấp cho Hadad nhà ở, lương thực và đất ruộng. Hadad được ơn nhiều trước mặt Pharaon. Vua bèn gả em vợ mình cho người, tức là em của hoàng hậu Tác-bê-nê. Em của Tác-bê-nê sanh cho Hadad một con trai tên là Genubat. Tác-bê-nê dứt sữa nó tại trong đền Pharaon. Như vậy, Genubat ở tại trong đền Pharaon giữa các con trai của vua. Khi Hadad ở Ai Cập hay rằng David đã an giấc cùng các tổ tiên người và Joab quan tổng binh đã thác, thì người tâu cùng Pharaon rằng: xin hãy để cho tôi đi trở về trong xứ tôi. Pharaon đáp với người rằng: ngươi ở nơi ta có thiếu gì sao nên ao ước trở về trong xứ mình như vậy? Người thưa rằng: chẳng thiếu chi, dầu vậy xin cho tôi đi.
Đức Chúa Trời lại khiến dấy lên một kẻ thù nghịch khác là Rê-xôn, con trai Eliada, đã chạy trốn khỏi chúa mình là Hadadese vua Soba. Khi David giết quân vua Soba, thì người ấy nhóm người ta chung quanh mình và làm đầu bọn đó đi đến thành Đa-mách, bèn ở tại đó và quản trị thành ấy. Rê-xôn làm kẻ cừu địch cùng Israel trọn đời Salomon. Ngoài ra sự hại mà Hadad đã làm, người cai trị nước Syria và ghen ghét Israel. Jeroboam, con trai của Nebat người Ephraim ở đất Sereda, là tôi tớ của Salomon, cũng giấy nghịch với người. Mẹ người quá bụa, tên là Seruha. Này là duyên cớ mà người phản nghịch với vua. Salomon xây cất Milo, lấp vá lại nơi hư lũng của thành David là cha người. Vả Jeroboam là một người mạnh dạn và tài năng. Salomon thấy người tuổi trẻ có tài nghề, bèn đặt người làm đầu sâu cho cả nhà Joseph. Xảy trong lúc đó, Jeroboam ở Jerusalem đi ra, gặp tiên tri Ahijah ở Shilo tại giữa đường, mặc cái áo tơi mới. Chỉ có hai người ở ngoài đồng mà thôi. Ahijah bèn nắm áo mới người mặc trong mình mà xé ra làm 12 miếng. Đoạn người nói với Jeroboam rằng: "Hãy lấy 10 miếng về phần ngươi, vì Jehovah Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy: Kìa, ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay Salomon và trao cho ngươi 10 chi phái của nước ấy. Nhưng vì cớ David kẻ tôi tớ ta và vì cớ Jerusalem thành ta đã chọn giữa các chi phái Israel, nên sẽ có một chi phái cứ ở trung tín cùng người ấy, bởi vì chúng nó đã từ bỏ ta, đi thờ lại ác tạc tê, nữ thần của dân Sidon, Kê-mốt, thần xứ Mô-áp và Minh-côm, thần của dân Am-môn. Chúng nó không đi theo các đường lối ta, đặng làm điều ngay thẳng tại trước mặt ta, và cũng chẳng giữ luật lệ và điều răn ta, y như David cha của Salomon đã làm. Nhưng ta sẽ chẳng cất lấy cả nước khỏi tay Salomon, song vì David kẻ tôi tớ ta, ta đã chọn, ta sẽ lập người làm vua trọn đời người sống, bởi vì David đã giữ các điều răn và luật lệ ta. Nhưng ta sẽ đoạt lấy nước khỏi tay con trai người, mà trao cho ngươi 10 chi phái. Ta sẽ để lại một chi phái cho con trai người, để cho tại Jerusalem thành ta đã chọn đặng đặt danh ta ở đó. David kẻ tôi tớ ta hằng có một ngọn đèn trước mặt ta luôn luôn. Vậy ta sẽ chọn ngươi và lập làm vua Israel. Ngươi sẽ cai trị theo ý muốn lòng ngươi. Và nếu ngươi vâng theo lệnh ta, đi trong các đường lối ta, làm điều thiện trước mặt ta, giữ gìn luật lệ và điều răn ta, y như David tôi tớ ta đã làm, thì ta sẽ ở cùng ngươi, lập cho ngươi một nhà vững chắc, y như ta đã lập cho David, và ta sẽ ban Israel cho ngươi. Như vậy, ta sẽ làm sỉ nhục dòng dõi David, nhưng chẳng phải đời đời." Salomon tìm thế giết Jeroboam, nhưng Jeroboam chạy trốn qua Ai Cập đến cùng Sisak vua Ai Cập, rồi người ở tại Ai Cập cho đến chừng Salomon băng hà. Còn các điều khác về chuyện Salomon, mọi việc người, sự khôn ngoan của người, thảy đều đã chép trong sách hành trạng của Salomon. Salomon ở Jerusalem cai trị trên cả Israel trong 40 năm. Đoạn Salomon an giấc cùng các tổ phụ người và được chôn trong thành David cha người. Roboam, con trai người, cai trị thế cho người. Chương 12. Roboam đến Sichem, vì cả Israel đã hiệp lại tại Sichem đặng tôn người làm vua. Khi Jeroboam, con trai của Nebat hay điều đó thì còn ở Ai Cập, là nơi người trốn để thoát khỏi vua Salomon. Người ta sai tìm người tại đó. Jeroboam cùng cả hội chúng Israel đều đến tâu với Roboam rằng: "Thân phụ vua đã làm cho ách chúng tôi nặng quá. Nhưng bây giờ vua hãy giảm nhẹ sự phục dịch khó nhọc và cái ách nặng mà thân phụ vua đã gán cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục dịch vua." Người đáp với chúng rằng: "Hãy lui về, trong 3 ngày sẽ trở lại cùng ta." Dân sự bèn lui về. Vua Roboam bàn với các trưởng lão đã hầu hạ Salomon cha mình trong lúc người còn sống mà rằng: "Các ngươi bàn luận cho ta phải đáp với dân sự này làm sao?" Chúng thưa lại rằng:
nếu ngày nay vua làm như người đầy tớ của dân sự này, phục sự họ, đáp lời, trò chuyện tử tế cùng họ, thì họ sẽ làm tôi tớ vua mãi mãi. Nhưng Roboam không theo mưu của các trưởng lão đã bàn cho mình, bàn nghị cùng các kẻ trai trẻ đồng lớn lên với mình và hầu hạ mình mà rằng: dân sự này đã tâu với ta rằng, hãy giảm nhẹ cái ách mà thân phụ vua đã gán cho chúng tôi. Vậy các ngươi bàn luận cho ta phải đáp với chúng nó làm sao? Các gã trai trẻ đồng lớn lên với người đáp rằng: dân sự này đã tâu với vua rằng, thân phụ vua khiến ách chúng tôi nặng, vua hãy làm cho nó ra nhẹ. Vua phải đáp lại cùng chúng như vậy: ngón tay út ta còn lớn hơn lưng của cha ta. Vậy cha ta đã gác một cái ách nặng cho các ngươi, ta sẽ làm cái ách các ngươi thêm nặng hơn nữa. Cha ta sửa phạt các ngươi bằng roi da, ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bọ cạp. Ngày thứ ba, Jeroboam và cả dân sự đều đi đến Roboam, y như vua đã biểu rằng hãy trở lại cùng ta trong 3 ngày. Vua đáp lời với dân sự cách sẵn sớm, không kể các lời bàn luận của các trưởng lão và theo mưu các kẻ trai trẻ, mà đáp lại cùng chúng rằng: cha ta đã khiến cho ách các ngươi nặng nề, ta sẽ làm ách các ngươi càng nặng nề hơn nữa. Cha ta có sửa phạt các ngươi bằng roi da, ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bọ cạp. Như vậy, vua không khứng nghe lời dân sự, vì điều đó bởi Đức Giê-hô-va dẫn đến, đặng làm cho ứng nghiệm lời ngài cậy Ahijah ở Silo mà phán cho Jeroboam con trai của Nê-bát. Khi cả Israel thấy vua không khứng nghe lời họ, bèn đáp cùng người rằng: chúng ta có phần gì cùng David? Chúng ta chẳng có cơ nghiệp chi với con trai Isai. Hỡi Israel, hãy trở về trại mình đi. Ớ David, từ rày ngươi khá coi chừng nhà của ngươi. Như vậy Israel đều rút về các trại của họ. Nhưng về dân Israel ở tại các thành Juda thì Roboam cai trị họ. Bây giờ Roboam sai Adoram là người coi sóc việc cống thuế đến cùng chúng, nhưng cả Israel ném đá người chết. Vua Roboam lật đật lên xe trốn về Jerusalem. Ấy vậy Israel phản nghịch nhà David cho đến ngày nay. Khi dân Israel hay rằng Jeroboam đã trở về, bèn sai sứ mời người đến hội mình và lập người làm vua trên cả Israel. Chỉ có chi phái Juda cứ theo nhà David mà thôi. Roboam đến Jerusalem, nhóm hết thảy nhà Juda và chi phái Benjamin, số là 180.000 người lính chiến kén chọn, toàn tranh chiến cùng nhà Israel, đặng bắt nước phục lại Roboam con trai Solomon. Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng Shemaiah người của Đức Chúa Trời rằng: hãy nói cùng Roboam con trai Solomon vua Juda, cùng hết thảy nhà Juda Benjamin và phần dân sự còn lại mà rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: các ngươi chớ đi lên đánh anh em mình là dân Israel. Mỗi người hãy trở về nhà mình, vì sự này bởi ta mà xảy đến. Chúng vâng theo lời Đức Giê-hô-va mà trở về theo mạng lệnh của Ngài. Jeroboam bèn xây cất Shechem trên núi Ephraim và ở tại đó. Đoạn từ đó người đi ra xây cất Phenuel. Bây giờ Jeroboam nói thầm rằng: hoặc nước sẽ trở về nhà David chăng? Nếu dân sự này đi lên Jerusalem đặng tế lễ tại trong đền của Đức Giê-hô-va, thì lòng họ chắc sẽ trở về chúa của họ là Roboam vua Juda. Người ta sẽ giết ta đi và trở về với Roboam vua Juda. Vậy vua bàn định, rồi truyền làm 2 con bò con bằng vàng và nói với dân sự rằng: các ngươi đi lên Jerusalem thật khó thay. Hỡi Israel, này là các thần ngươi đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập. Người đặt con này tại Bê-tên và con kia tại Đan. Việc đó thành nên tội lỗi vì dân chúng đi đến Đan đặng thờ lại bò con ấy. Jeroboam cũng cất chùa miếu trên các nơi cao, chọn lấy người trong vòng dân chúng lập làm thầy tế lễ không thuộc về chi phái Lê-vi. Người lại định lập trong tuần tháng 8 ngày rằm một lễ giống như lễ người ta thường dự trong xứ Giu-đa và người dân các của lễ trên bàn thờ. Người cũng làm như vậy tại Bê-tên,
tế lễ cho hai bò con mà người đã làm nên, lại để tại Bê-tên những thầy tế lễ của các nơi cao mà người đã cất. Ngày rằm tháng 8, tức là tháng người tự chọn lấy, Jeroboam đi lên bàn thờ mình đã cất tại Bê-tên. Người lập một lễ cho dân Israel, rồi đi lên bàn thờ đặng sông hương. Thi Thiên 113. Hallelujah! Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen, hãy ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Đáng chúc tụng danh Đức Giê-hô-va từ bây giờ cho đến đời đời. Từ nơi mặt trời mọc cho đến nơi mặt trời lặn, khá ngợi khen danh Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vượt cao hơn các dân, sự vinh hiển Ngài cao hơn các tầng trời. Ai giống như Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi? Ngôi Ngài ở trên cao, Ngài hạ mình xuống đặng xem xét trời và đất. Ngài nâng đỡ người khốn cùng lên khỏi bụi tro, cất kẻ thiếu thốn khỏi đống phân, đặng để người ngồi chung với các quan trưởng, tức với các quan trưởng của dân sự Ngài. Ngài khiến đàn bà son sẻ ở trong nhà, làm mẹ vui vẻ của những con cái. Hallelujah! Chương 3. Hỡi con cái Israel, hãy nghe lời này là lời Đức Giê-hô-va phán nghịch cùng các ngươi, tức là nghịch cùng cả họ hàng mà ta đã đem lên khỏi đất Ai Cập. Ta đã biết chỉ một mình các ngươi trong mọi họ hàng trên đất. Vậy nên, ta sẽ thăm phạt các ngươi vì mọi sự gian ác các ngươi. Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao? Nếu sư tử không bắt được mồi, thì há có gầm thét trong rừng sao? Sư tử con, nếu không bắt được gì, thì há có làm vang những tiếng kêu từ nơi sâu của hang nó sao? Con chim, nếu chẳng có bẫy gài để bắt nó, thì nó há sa vào trong lưới giăng ra trên đất sao? Bằng chẳng bắt được gì, thì lưới há có giật lên khỏi đất? Kèn thổi trong thành, thì dân sự há chẳng sợ sao? Sự tai vạ há có xảy ra cho một thành kia, nếu mà Đức Giê-hô-va chẳng làm? Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng có làm một việc gì mà Ngài chưa tỏ sự kín nhiệm Ngài ra trước cho tôi tớ Ngài là các đấng tiên tri. Khi sư tử gầm thét thì ai mà chẳng sợ? Khi Chúa Giê-hô-va đã phán dạy thì ai mà chẳng nói tiên tri? Hãy rao truyền ra trong các đền đài Ách Đốt và trong các đền đài của đất Ai Cập và nói rằng: các ngươi khá nhóm lại trên các núi của Samari, hãy xem nhiều sự rối loạn lớn lao ở đó và những sự bạo ngược giữa nó. Đức Giê-hô-va phán: chúng nó không biết làm sự ngay thẳng, chúng nó chất chứa của hung dữ và cướp giật ở trong các đền đài mình. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: này, kẻ nghịch sẽ đến vây bọc đất này, nó cất mất sức mạnh ngươi và những đền đài ngươi sẽ bị cướp phá. Đức Giê-hô-va phán như vậy: như kẻ chăn chiên chỉ gỡ được hai giò hay một tai ra khỏi họng sư tử, thì những con cái Israel là những kẻ ngồi tại Samari, nơi góc giường và trên thảm của Đa-mách cũng sẽ được cứu cách như vậy. Chúa Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân phán rằng: hãy nghe và làm chứng nghịch cùng nhà Gia-cốp. Đến ngày mà ta sẽ thăm phạt Israel về tội lỗi nó, ta cũng sẽ thăm phạt các bàn thờ của Bê-tên. Những sừng của bàn thờ sẽ bị chặt và rơi xuống đất. Bây giờ ta sẽ đánh nhà mùa đông và nhà mùa hạ. Những nhà bằng ngà voi sẽ bị phá và những nhà lớn sẽ bị hủy diệt. Đức Giê-hô-va phán vậy. Chương 4. Hỡi những bò cái của Ba-san hãy nghe, bay ở trên núi của Samari, hiếp đáp kẻ nghèo nàn, hành hạ kẻ thiếu thốn, nói cùng Chúa chúng nó rằng: hãy đem đến, chúng ta cùng uống. Chúa Giê-hô-va đã dùng sự thánh khiết Ngài mà thề rằng: này, những ngày sẽ đến trên các ngươi, người ta sẽ dùng móc bắt lấy các ngươi. Dân sót lại của các ngươi sẽ bị bắt lấy bởi những lưỡi câu. Các ngươi sẽ đi ra bởi những nơi sức mẻ, mỗi người đi thẳng trước mặt mình, và các ngươi sẽ ném mình vào Ha-môn. Đức Giê-hô-va phán vậy. Hãy đi đến Bê-tên và phạm tội, hãy đi đến Ginh-ganh và phạm tội thêm. Mỗi buổi sáng, hãy đem của lễ mình đến
và cứ 3 ngày thì dâng các phần 10 của các ngươi. Hãy đốt của lễ thù ân có men, hãy rao ra những của lễ lạc hiến, hãy làm cho thiên hạ biết. Hỡi con cái Israel, vì các ngươi ưa thích điều đó, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Còn như ta đã làm cho răng các ngươi nên sạch trong mọi thành các ngươi, và làm cho thiếu bánh trong mọi nơi các ngươi ở. Đức Giê-hô-va phán, dầu vậy, các ngươi cũng không trở lại cùng ta. Ta cũng đã không xuống mưa cho các ngươi trong 3 tháng trước mùa gặt. Ta đã mưa trên thành này và không mưa trên thành khác. Ruộng này đã được mưa, còn ruộng kia không được nhuần tưới thì khô héo. Dường ấy, người trong 2 hoặc 3 thành đi đến một thành đặng uống nước mà không tìm được cho đỡ khác. Nhưng các ngươi không trở về cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta đã dùng gió nóng và sâu lúa mà đánh các ngươi. Có nhiều vườn rau, vườn nho, cây vả, cây olive của các ngươi đã bị sâu keo cắn phá. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta đã khiến ôn dịch đến trong các ngươi cũng như trong Ai-cập. Ta đã dùng gươm giết chết những kẻ trai trẻ của các ngươi, và những ngựa của các ngươi đã bị đem đi. Ta đã làm cho mùi hôi hám từ trong trại quân các ngươi bay lên lỗ mũi các ngươi. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta đã lật đổ giữa các ngươi như Đức Chúa Trời đã lật đổ Sodom và Gomorrơ, và các ngươi đã như cái que rút ra khỏi lửa. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. Hỡi Israel, vậy nên ta sẽ đãi ngươi dường ấy. Hỡi Israel, vì ta sẽ đãi ngươi dường ấy, nên ngươi khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi. Thật, ấy là Ngài đã làm nên các núi và dựng nên gió. Ấy là Ngài làm cho người ta biết ý tưởng riêng của mình, đổi ban mai ra tối tăm và bước đi trên những chỗ cao trên đất. Danh Ngài là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên 3 ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.